Chào tất cả anh em, hôm nay mình mới về mua được một mẫu kìm chết đa năng của hãng Super Tool. Hãng Super là hãng thương hiệu lớn của Nhật Bản nha anh em. Hàng Super thì anh em đã biết rồi đó, chất lượng thì tuyệt vời. Về trong các dòng thì hàng Super tốt hay là tông được, hoặc là mấy cái anh như là KTC rồi đó, thì nó là cùng đẳng cấp với nhau. Đợt này mình giới thiệu với anh em cái mẫu kìm chết đa năng này. Nó vì sao có tính năng đa năng? Vì nó cái tính năng của thằng Nhật nó làm, nó thiết kế thằng Mỹ nó khác một chút. Là cái cơ bản á, là cái ngàm mở rộng của thằng này nó to hơn, nó kẹp được nhiều cái chi tiết đa năng hơn. Đó, mình giới thiệu tổng quan về cây kìm này là nó dài 27 phân. Đó. Nó nặng 800 g. Ở vị trí mà ta thu nhỏ nhất á, là cái mỏ của nó khi mà nó mở rộng ra là nó đạt được là gần 4 phân. Khi mà ta mở rộng tối đa để ta kẹp các cái vị trí như thanh vuông hay thanh tròn á, thì nó được là gần 8 phân. Mình sẽ thử cho anh em thấy cái tính năng của nó. Đầu tiên ví dụ như anh em kẹp ốc tròn đi đó. Đây là những cái cây ti tròn đi, thì anh em ta việc đây là núm điều chỉnh của nó nè, núm điều chỉnh là tăng độ lực siết nè. Đây là nó nằm vào cái phi 34 rồi đó. Đây là anh em khi kẹp để mà những cái chi tiết anh em cần siết dạng ốc và hay dạng ống á, thì anh em gặp những cái chi tiết tròn thì có nó xử lý ha. Đấy, đầu tiên là kẹp. Vì cái ngàm nó mở rất là rộng cho nên nó kẹp được những cái ống tròn rất là to, từ 34-45 gì đó rất ok. Đó, tính năng thứ hai là kẹp những thanh vuông đó, để anh em ta hàng hoặc là ta gia công nhiều các đồ cần để kẹp các diện tích lớn thì anh em ta sử dụng nó. Đây, anh em thấy không, đây là sắt vuông nè, hai cái mà mình để mình kẹp cho anh em thấy ha. Cây kìm chết này nó rất là đa năng, cho đặc biệt là những anh em mà làm nghề thợ hàn hay là những thợ cơ khí khác á, còn kẹp những chi tiết lớn á, có nó là nó kẹp được. Còn những cái kìm kia thì nó nhỏ quá, kìm Mỹ rồi thì nó kẹp ốc là chính, chứ còn kẹp những cái ốc, những cái vị trí như mà thanh lớn hay thanh vuông hay vị tròn á, thì lại nó quá là to, nên là cái kìm kia nó mở không hết. Nhưng mà riêng cái kìm của Super Mỹ, Super Nhật này thì nó kẹp được những chi tiết như thế. À, anh em thấy không, rất là tiện lợi cho anh em ta kẹp những chi tiết lớn. Và nó thiết kế tính năng thứ ba nữa là tính năng kẹp thanh que. Đây là cái rãnh để mà kẹp thanh que này, anh em muốn kẹp que vậy đút vô là kẹp rồi là rút bẻ thôi. Thì mình bán cây kìm chết của đa năng của hãng Super Tool này với giá là 650.000 chưa phí vận chuyển. À, một mẫu kìm rất là tiện dụng cho anh em làm nghề đó, kẹp những chi tiết lớn, về chi tiết tròn, chi tiết vuông, ốc lớn thì có nó xử lý hết. Đó, ngàm mở rộng rất là rộng nên là anh em ta có thể sử dụng được nhiều mục đích khác nhau. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Anh em nào quan tâm thì liên hệ bên phía mình có ship code toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán. Xin cảm ơn anh em.